Ngay từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ hạn mức tín dụng cho các ngân hàng ngay đầu năm với định hướng tăng trưởng cả hệ thống trong năm 2024 là 15%. Thông tin này được người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước thông tin trong phiên họp báo sáng nay tổ chức tại Hà Nội. Buổi họp báo được kết hợp trực tuyến đến chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các địa phương. Nếu như mọi năm, hạn mức tín dụng thường chia nhiều đợt và các ngân hàng cần gửi đề nghị, thì năm nay, dựa trên diễn biến thực tế, Ngân hàng Nhà nước cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng và chủ động điều chỉnh hạn mức cho từng ngân hàng. Đây là điểm khác biệt trong cách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước so với mọi năm. Cái thông điệp là đấy là con số mà các ngân hàng phải phấn đấu đạt được, chứ không phải là giao có tính chất là quyền lợi nữa. Mà đây là cái các ngân hàng thương mại phải phấn đấu để làm sao đạt được cái chỉ tiêu này. Và coi như đây là trách nhiệm để chúng ta đóng góp vốn cho nền kinh tế. Cái việc mà giao cái hạn mức tín dụng đó thì cũng phù hợp với cả cái lộ trình mà được Ngân hàng nước giao cái hạn mức tín dụng. Thì với cái cách thức giao cái hạn mức tín dụng năm 2024 có những cái điểm mới của Ngân hàng nước, thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch tín dụng và cái phân bổ cho cái chi nhánh phù hợp để đảm bảo cái sự chủ động cho cái chi nhánh ngay từ đầu năm. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 15%, có linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tế. Năm ngoái, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14-15%, nhưng thực tế đến hết năm, tín dụng tăng khoảng 13,5%. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2024, triển vọng kinh tế toàn cầu và thị trường quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế dự kiến vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung vào một số định hướng, giải pháp trọng tâm sau, như khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số và quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế, điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.